Bất động sản Long An xin kính chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay Bất động sản Long An đang ở Tiền Giang. Dạ xin giới thiệu cô chú anh chị một miếng đất lúa ở mặt tiền tỉnh lộ 873B, ấp 6, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Dạ cô chú anh chị mặt tiền đường 873B luôn. Thì đường 873B này nói từ ngay chỗ làng Tủ Thờ Gò Công Đông á cô chú anh chị. Làng Tủ Thờ là quốc lộ 50 á, là có nói từ quốc lộ 50 dài đi chạy thẳng là xuống cửa biển Dầm Láng. Dạ ngay chỗ xã Dầm Láng rồi của huyện Gò Công Đông á cô chú anh chị. Dạ. Đây là mặt tiền hướng camera mình ra là hướng ra quốc lộ 50. Thì từ vị trí này ra quốc lộ 50 là khoảng 1 cây số cô chú anh chị. Miếng đất mình là bên bên phải luôn. Dạ. Đây, miếng đất mình là bên phải luôn. Dạ từ cái chỗ mà cái cọc bê tông này, cái thùng rác này cô chú anh chị. Dạ. Bề ngang kéo dài theo cái mặt tiền đường 873B này á là 31 mét vuông. Lên là 31 mét. Dạ ba thật ra chính xác là 31,12 mét. Chiều sâu xuống là 43 mét cô chú anh chị. Dạ, chiều sâu xuống đi xuống là 43 mét. 43 mét nó lại lại xuống gần đụng tới cái nhà em chỉ nè, cái nhà tường ở chỗ mấy cây me sau lưng em chỉ luôn á. Dạ. Tổng diện tích đó là 1973 mét vuông. Dạ, đất lúa nghe cô chú anh chị. Dạ, giá hiện tại là 5 tỷ 7. Thì cái lộ giới của cái đường này á là nó 9 mét. Dạ, 9 mét tính từ cái mép đường. Dạ, 9 mét tính từ mép đường vào. Thì qua 9 mét là mình xây dựng nhà cửa là được, ở ngoài là chỉ hầm làm hàng rào hoặc là sân rồi thôi. Dạ cô chú anh chị. Hướng là hướng nam cô chú anh chị. Thì từ vị trí này á cách về tới trung tâm thị xã Gò Công á là 7 cây số. Dạ. Tới mà từ vị trí này về tới cầu Chà Và ở thành phố Hồ Chí Minh á là 46 cây. Và xuống tới Dàm Láng, cửa biển Dàm Láng của Gò Công Đông á là 11 cây. Dạ. Cô chú anh chị xem. Ra miếng đất này rất thích hợp để mua để dành. Thì, theo thông tin em biết á, thì hiện tại ở cái vị trí này thì sang năm sẽ cho lên thổ cư. Dạ. Hiện tại thì địa phương không cho lên thổ cư nhưng mà sang năm thì sẽ cho lên thổ cư cô chú anh chị nha. Dạ. Thì em xin nhắc lại, đây là hiện tại là một miếng đất lúa đã lên nền cao ráo rồi, mặt tiền đường huyện lộ 873B, ấp 6, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Có diện tích là bề ngang 31 mét vuông, chiều dài là 43 mét vuông. Ê, em xin lỗi. Dạ, có diện tích là 31 nhân cho 43, tổng diện tích là 1973 mét vuông. Có giá bán là 5 tỷ 7. Dạ, cô chú anh chị, giá bán là 5 tỷ 7. Dạ. Theo em thấy là ở cái vị trí này thì dân cư là đông rồi, rất là đông. Thì ra quốc lộ 50 thì nó chỉ khoảng chừng cây số thì rất là thích hợp cho mình mua để dành, hoặc là sau này mở các cái vật liệu xây dựng, cái những cái ngành nghề mà cần cái diện tích lớn á. Dạ, nó rất là thích hợp. Hoặc là mình có tiền mình mua nhà, mình xây cái nhà mình lên thổ cư, mình kết nhà mình ở cũng được cho nó rộng. Dạ, gần 2000 mét vuông là 1900 mấy luôn cô chú anh chị. Dạ. Em nhớ giùm em, đây là lộ giới miếng đất này mình là có lộ giới là 9 mét tính từ mép đường cô chú anh chị. Thì miếng đất này cô chú anh chị nào có nhu cầu, có quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã đón xem video. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị các video sau. Dạ, xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Dạ, xin chào ạ.